nay không gặp chị Đại ở đây. Trời này nóng nực quá rồi. Thằng kia đã uống cái nước gì mà mát thế nhở? Lớp trên này chắc nó không phát hiện ra mình đâu. Đứng lại. Chà chị, để em uống đưa cho. Đây, đưa đây, không to cũng được. Để mình thử xem trong cái nước này. Ôi ngon. Má, hơi chua rất là ngon. Thế này mà bảo không tốt hả? Cái này chắc là chả tắc của. Wow. Ôi, trời nắng nóng này. Uống cái này mát ơi là mát. Thôi mình đi đây. Chị ơi, của em chả tắc của em. Chị Đại này này, đã chạy đi mất rồi. Ai đứa bảo mày giống á? Thôi bè mày phải đi ngủ một cái mới được. Quá. Ai thế nhỉ? Hình như chị Đại mà. À, hóa ra chị Đại ở đây à. Suốt ngày trêu mình. Mình đã có chiêu trò rồi. Các bạn ơi, hãy xem này. Hai chiếc bút. Các bạn biết là gì rồi đấy? Của mình thôi. Wow. Các bạn ơi, chị Đại cũng say lắm. Shhh. Của bọn mình như thế nào, các bạn thấy hay, các bạn cho like và chia sẻ để đăng ký bọn mình nhá. Tạm biệt.